Đối phó một con danh IQ 200, chúng mày phải có IQ 201 cho đến vô cực. Như tao đi chẳng hạn. Dùng con thằng mồi nó đến nhanh, rồi thả sư nó ra. Trông con này đau đớn đi đánh nhau, mệt hết cả não. Nghe đây. Alo. Quê à, dạo này khỏe không cháu? Vâng, cháu khỏe. Nhưng mà ai thế ạ? Có Linh đây, mẹ mày đâu rồi? Cháu chịu thôi. Cô mà gặp mẹ cháu ở đâu thì nhắn hộ cháu là gọi lại ngay cho cháu, có việc gấp nhá. Ừ, thế dạo này Hoành nào? À, cháu đang ở cùng ba đứa bạn, mà chúng nó ghê gớm lắm, mãi mà không tìm cách ra ngoài được. Cứ từ từ. Vâng. Ra ngoài cứ tự do nhá. Cô đi cô gặp mẹ cô nào. Đứa nào đấy? Bà cổ quê mà. Chắc không nhìn thấy mẹ tôi đâu nên là gọi hỏi thăm thôi. Mày máy móc hơi cũng nhanh nhở. Nó giảm giọng mẹ mình. Có định cứu mình không đây? Sao chỉ gọi hỏi vu vơ thế thôi nhở? Nhưng bây giờ phải có cách nào khác để cho công an biết chứ. Không được, chúng nó sẽ xử lý cô ấy mất. Anh không nói, em không nói, hai cậu cũng không ai nói. Làm sao mà chúng biết được? Chúng đã theo dõi Khuê từ rất lâu, chứng tỏ tai mắt chúng quanh đây. Công an mà xuất hiện, chúng sẽ biết ngay. Thế phải làm thế nào để giải quyết những vấn đề rắc rối bây giờ? Phải chăng có bố mẹ mình ở đây thì tốt. Mà gia đình của Khuê đâu? Tại sao chỉ có mỗi chúng ta lo cho cậu ấy? Hình như chúng đã liên lạc với mẹ Khuê, nhưng không được. Chắc mẹ Hồ lại định bán con rồi. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào chúng ta thôi. Thôi, không được đâu. Em sợ bạo lực lắm. Nó đánh nhau rồi giết nhau rồi sao? Thôi không được đâu. Em cũng chịu thôi. Em chưa được học mấy cái kỹ thuật giải cứu con tin đâu. Nguy hiểm lắm. Mà vấn đề muốn giúp cũng không có tiền thì làm gì có tác dụng á. Mấy đứa bọn mình gom lại thì có được là bao nhiêu đâu. Thế phải làm thế nào bây giờ? Hay thử thương lượng với bọn chúng? Vô ích. Anh đã thử nhưng mà không được. Phải chăng có cái máy in tiền thì tốt? In tiền? Em có cách này, biết đâu được. Đây, cách này sẽ lừa tạm được bọn chúng. Có thêm thời gian hoãn binh và đưa Khuê ra ngoài. Làm thế này thực sự rất nguy hiểm. Ui, nhìn giống thật nhở. Có ai đưa cho tớ cục này, chắc tớ tưởng tật ý. Có phải ai cũng ngơ như cậu đâu. Chúng mà phát hiện ra cũng chết chắc. Ui, thôi các cậu đi. Tớ ở nhà. Chẳng còn cách nào khác hay hơn. Nhưng anh sẽ giúp Khuê, bởi vì anh đã hứa với cô ấy, nhất định anh sẽ quay trở lại. Anh có quan hệ gì thân thiết với Khuê đâu. Sao anh phải liều như thế? Anh là người duy nhất chứng kiến vụ bắt cóc. Nếu bỏ mặc cô ấy sẽ biết trông cậy vào ai. Thật sự lần này anh không muốn bọn em phải đi. Một mình anh đi là được rồi. Bọn em cũng muốn đi. Nhưng mà sợ. Em đi với anh lên núi đao vào biển lửa. Em vẫn đi. Cậu mà dám đi á, chân thì run lẩy bẩy, miệng thì lắp bắp. Cậu mà đi á thì đổ với chân người ta thôi. Cậu ra ngày bắt nạt tớ thế. Thôi, đừng làm mất thời gian nữa. Động não nghĩ cách đi. Đẩy lên. Đây rồi. Đi ra. Chú thua rồi, cho em mượn tí. Anh Linh. Rồi.
Đưa máy em mượn. Biết cái gì mà chơi. Ờ lại chết anh ấy ra thằng này. Chết rồi kìa. Thế có tiếng gì kìa? Ai đây? Pizza tới đây. Mày ra xem nào. Ánh nhá. Sao em ơi? Em đến giao pizza. Mày gọi à? Không. Nhầm rồi em ơi. Ở đây không ai gọi cả. Rõ ràng địa chỉ này mà anh. Chắc là em nhầm rồi. Anh đã bảo ở đây không ai gọi cả. Các anh đi gọi rồi xù à? Các anh mà không nhận pizza ấy, thì tôi sẽ ở đây gõ cửa đến đêm luôn. Này, tao đã bảo ở đây không ai gọi cả. Thôi. Em ơi, thôi nhận đi. Nó đứng đây đến đêm thì gây chú ý nhiều lắm. Đã bảo là không gọi. Vừa nãy nhá, có một chị gọi pizza tới đúng địa chỉ đấy luôn. Ở đây làm gì có chị nào? Vô lý. Chị đâu? Để em. Đã bảo là ở đây làm gì có chị nào? Lằng nhằng quá. Đi đi. Lằng nhằng quá. Thôi rồi. Bao nhiêu? 180 ạ. Cầm lấy. Được anh ơi. Khỏi trả lại. Đi đi. Ai lại thế? Anh cứ để em. Anh bảo là không cần trả lại. Em đi đi. Các anh á, bánh này chỉ anh ăn, mấy anh ăn thôi. Chứ á, mấy chị gái không được ăn cái béo phì đấy. Rồi. Mocha, nhắn tin gọi điện, miễn phí data. Nhắn nhạc miễn phí data. Xem phim miễn phí data. Xem livestream căng đét miễn phí data. Video call miễn phí data. Mocha, chỉ ứng dụng trong giải trí miễn phí data. Khóa cửa lại đi, đưa đây. Để dành cho tao ăn với nhá. Biết rồi. Nè, giao pizza là điên phết. Có ăn đây này. Chơi đi. Em xin miếng nhá. Ối sỏi rồi. Ăn đi. Không ăn. Chơi vừa mày. Đang chết đây này. Còn ba thằng không to cao lắm đâu. Mà chúng chắc ở cửa. Thế là tôi không tìm được quê đâu cả. Không biết bao lâu nữa thì phải có tác dụng. Còn tùy thuộc vào thời gian chúng ăn bánh. Ăn không? Yêu là phải nói, đói là phải kêu đấy, có ăn không? À, quên. Này. Tôi đang ăn kiêng. Đúng là cái lũ con gái. Chết đến đít mà còn ăn kiêng. Ngậm vào. Không. Có ngậm không hay là để tao cho hai thằng đệ ra banh mồm mày ra? Quen anh đẹp trai phết nhở? Mình nghe nói chỉ mới gặp 1-2 lần thôi. Nhưng hôm nay chứng kiến cảnh Khuê bị bắt cóc, bọn chúng tưởng đó là người yêu Khuê, người tống tiền anh ấy thôi. À, phố hát xa là hoa không có chậu. Chứ người như anh ấy á, làm sao mà để mắt đến Khuê nhà mình được. Ví dụ như là mình thì nghe còn hợp lý. Các cậu đúng là thấy trai đẹp là bấn loạn hết cả lên. Mày cứ không ăn đi. Đến lúc hết cái này á, thằng bồ mày mà chưa tới đưa tiền, Lúc đấy bọn tao cho mày ăn cái khác rồi đấy. Thôi chắc là đủ rồi. Tôi sẽ vào trước đây.
Là cái chó gì nữa đây? Đây là phòng biệt giam này, nó cũng cộng không? Ai? Đếm rồi đấy hả? Đại ca xong đấy? Không. Anh dị ứng tài sản. Bỏ mày ở đây giao dịch. Ê. À. Chán nhỉ? Làm mà ăn